Có bao giờ bạn tự hỏi, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước? Có những lúc, chúng ta cảm thấy như mọi sự kiện trong cuộc đời đều diễn ra có chủ đích, như thể có một kế hoạch vô hình đang điều khiển tất cả. Tại sao bạn lại gặp gỡ một số người nhất định? Tại sao có những mối quan hệ đột ngột kết thúc mà không rõ nguyên do? Phải chăng có một bản kế hoạch lớn hơn đang dẫn dắt cuộc sống của chúng ta? Nhiều truyền thống tâm linh và thậm chí một số nghiên cứu khoa học hiện đại cho rằng tất cả những gì chúng ta trải qua có thể đã được định sẵn từ trước khi ta chuyển sinh vào cuộc đời này. Sự an bài trước khi chuyển sinh đều đã được định trước. Nghe có thể khá kỳ lạ, nhưng một số quan niệm tâm linh cho rằng trước khi chúng ta sinh ra, linh hồn của chúng ta đã được xem trước những thử thách và cơ hội mà cuộc sống sẽ mang lại. Điều này không chỉ là một cuộc trình chiếu về những gì sẽ xảy ra, mà linh hồn còn tự nguyện đồng ý với những sự kiện này như một phần của hành trình học hỏi và phát triển. Hãy tưởng tượng rằng trước khi nhập thế, linh hồn của chúng ta có cơ hội nhìn thấy các kịch bản khác nhau của cuộc sống. Những kịch bản gây này không phải là những gì chúng ta phải chịu đựng một cách thụ động, mà là những cơ hội để chúng ta lựa chọn và học hỏi. Linh hồn có thể chọn những hoàn cảnh khó khăn không phải để trừng phạt, mà là để rèn luyện các phẩm chất cần thiết cho sự trưởng thành. Ví dụ, có người kể rằng trong một kiếp trước, cô đã chọn sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống này không phải là ngẫu nhiên, mà là phần của kế hoạch lớn hơn mà cô đã đồng ý trước khi sinh ra. Những thử thách này giúp cô hoàn thành một sứ mệnh cụ thể, mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời của cô và cả những người xung quanh. Như vậy, những khó khăn không chỉ là những cơn bão mà chúng ta phải vượt qua, mà còn là những cơ hội để chúng ta làm giàu thêm trải nghiệm sống và trưởng thành. Có thể bạn tự hỏi, tại sao linh hồn lại chọn trải qua những khó khăn và đau khổ? Câu trả lời có thể không đơn giản, nhưng nó nằm ở ý nghĩa sâu xa của sự phát triển tâm linh. Những thử thách này không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để linh hồn học hỏi và trưởng thành. Khi một linh hồn quyết định trải qua một cuộc sống đầy đau khổ, điều này không có nghĩa là cuộc sống của họ chỉ có đau đớn. Thay vào đó, nó giúp họ rèn luyện những phẩm chất quan trọng như kiên nhẫn, sự đồng cảm và lòng từ bi. Ví dụ, một người có thể chọn trải qua sự mất mát đau đớn để học cách vượt qua nỗi đau, từ đó phát triển khả năng yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn. Sự mất mát này không phải là một hình phạt, mà là một cơ hội để học hỏi bài học về sự quý giá của từng khoảnh khắc và sự liên kết giữa con người với nhau. Những thử thách này giúp linh hồn trưởng thành qua việc đối diện với khó khăn và tìm ra cách vượt qua chúng. Thay vì xem đó là sự trừng phạt hay bất công, chúng ta có thể coi chúng như những bài học quý giá mà cuộc sống mang lại, giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúng cung cấp cho chúng ta những cơ hội để phát triển, để thử thách chính mình và để trở thành người mà chúng ta có thể tự hào. Đây có phải là mê tín? Khi nói về khái niệm sự an bài trước khi chuyển sinh, rất dễ để hiểu lầm nó với mê tín dị đoan. Nhưng điều quan trọng là phải tách biệt rõ ràng giữa hai khái niệm này. Mê tín thường dựa trên những niềm tin vô căn cứ, thiếu logic và thường đi kèm với sự sợ hãi hoặc chấp nhận thụ động trước những điều không thể giải thích. Trái lại, khái niệm về sự an bài trước không phải để biện minh cho bất kỳ sự bất công nào hay để khiến chúng ta chấp nhận những điều xấu xa một cách cam chịu. Thay vào đó, quan niệm này mời gọi chúng ta suy ngẫm về cuộc sống theo một góc nhìn rộng hơn và sâu sắc hơn. Nếu chúng ta nhìn nhận rằng mọi thử thách trong cuộc sống đều có ý nghĩa và mục đích riêng, chúng ta có thể thấy được giá trị của những trải nghiệm khó khăn mà mình phải đối mặt. Chẳng hạn, thay vì coi một biến cố đau buồn như một sự trừng phạt ngẫu nhiên, chúng ta có thể coi đó là một phần của hành trình phát triển bản thân, là cơ hội để rèn luyện nghị lực, sự kiên nhẫn, hoặc học cách yêu thương và đồng cảm hơn. Hơn nữa, quan niệm này còn nhấn mạnh rằng chúng ta có quyền tự quyết định cách phản ứng trước những gì xảy đến với mình. Cuộc đời có thể đã có những kịch bản định sẵn, nhưng cách chúng ta lựa chọn đối mặt với những tình huống đó hoàn toàn là do chúng ta quyết định. Chính sự chủ động trong việc đối mặt với thử thách và tìm ra ý nghĩa của chúng mới là điều tạo nên sự khác biệt giữa việc sống thụ động và sống có ý thức, có mục tiêu. Cụ thể hơn, nếu chúng ta đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn, thay vì buông xuôi và cho rằng đó là định mệnh, chúng ta có thể chọn cách sử dụng nó như một động lực để thay đổi và phát triển. Ví dụ, một người trải qua mất mát có thể chọn để học hỏi từ nỗi đau, biến nó thành cơ hội để phát triển sự kiên cường và cảm thông sâu sắc hơn với người khác. Họ có thể tìm thấy sức mạnh trong chính sự đau khổ đó và sử dụng nó để giúp đỡ những người đang trải qua tình cảnh tương tự. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta không nên thụ động chấp nhận bất công hay bạo lực với lý do rằng đó là số phận đã định. Ngược lại, sự hiểu biết về khái niệm này khuyến khích chúng ta đứng lên và hành động để thay đổi những gì có thể thay đổi được. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả khi cuộc đời có vẻ như đã được định sẵn, chúng ta vẫn có quyền và trách nhiệm lựa chọn hành động vì lẽ phải, vì công lý và vì lòng nhân ái. Như vậy, hiểu biết về sự an bài không khiến chúng ta mê tín hay thụ động, mà ngược lại, giúp chúng ta sống một cuộc đời có ý thức và có mục đích, luôn tìm kiếm ý nghĩa trong mọi điều xảy ra và luôn nỗ lực để biến những thử thách thành cơ hội phát triển bản thân và giúp đỡ người khác. Khi chúng ta nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của sự an bài trước khi chuyển sinh, có thể mọi thứ không hoàn toàn ngẫu nhiên mà đã được sắp đặt với mục đích cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách chúng ta phản ứng và học hỏi từ những thử thách đó. Mặc dù có thể có những kịch bản đã được định sẵn, nhưng chính sự chủ động và quyết định của chúng ta trong cách đối mặt với các tình huống mới là yếu tố quyết định sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Chúng ta không cần phải chấp nhận mọi thứ một cách thụ động hay xem những khó khăn như những sự trừng phạt không thể thay đổi.
Ngược lại, việc hiểu rằng cuộc sống có thể đã được an bài sẵn giúp chúng ta nhìn nhận những thử thách như những cơ hội quý giá để phát triển bản thân. Chúng ta có thể chọn cách tận dụng những trải nghiệm khó khăn để rèn luyện sự kiên nhẫn, sự đồng cảm và lòng từ bi. Những thử thách không phải là rào cản mà là những bước đệm giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cuộc đời của chúng ta có thể đã được sắp đặt từ trước, nhưng cách chúng ta đối mặt và học hỏi từ những điều đó hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Hãy biến những thử thách thành cơ hội để phát triển và tìm thấy ý nghĩa và giá trị trong từng trải nghiệm của cuộc sống. Bằng cách đó, chúng ta sẽ không chỉ sống một cuộc đời đầy ý thức mà còn góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.